Tại sao khổ đường ray xe lửa thường là con số 1435mm? Ngỡ tưởng nghiên cứu sâu sắc, nhưng hóa ra chỉ là sự trùng hợp. Tại sao hiện nay trên thế giới khổ đường ray xe lửa thường là 1435mm? Con số này biểu trưng cho điều gì? Hóa ra, nguyên nhân lại hoàn toàn do sự ngẫu nhiên mà thôi. Xe lửa vốn có nguồn gốc từ xe đồ kéo máy hơi của Anh và các kỹ sư tham gia chế tạo đường ray xe lửa của thời kỳ đầu tiên, phần đa chuyển từ bộ phận làm nghề đóng xe ngựa sang. Khoảng cách giữa hai bên bánh xe của xe ngựa thời xưa cũng thường loanh quanh con số 1435mm. Lý do con số này được thiết lập cho khoảng cách giữa hai bánh xe đơn giản là độ rộng đo được gồm hai mông của một cặp ngựa kéo. Vì vậy, con số này không phải là kết quả tính toán cẩn thận gì cả mà chỉ là sự kế thừa ngẫu nhiên của lịch sử mà thôi. Thêm một điều thú vị liên quan đến xe lửa nữa nhé. Tại sao người ta phải rải đá dăm ở trên đường ray? Đá dăm sẽ giúp khắc phục các vấn đề xô lệch các thanh ray, giảm sự tác động của thời tiết như là mưa, nắng, gió bão. Nó sẽ giúp hấp thụ nhiệt tốt hơn, giảm nhiệt cho đường ray. Các lớp đá sẽ ngăn chặn các cây dại mọc từ dưới đất lên, đồng thời cũng giúp thoát nước tốt hơn khi đường ray ngập nước, ảnh hưởng đến độ an toàn của đường ray. Đúng là những kiến thức vô cùng thú vị phải không nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 24 giờ online. Đồng hành cùng kênh để khám phá những câu chuyện ở những số tiếp theo.